Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 379 anh em nhé. Ở hốc mắt khổ lâu có hai ngọn lửa đỏ rực không ngừng nhảy nhót. Trên xương cốt trắng hiện ra từng đường hoa văn màu tím đen kỳ dị. Lúc này tay trái hắn giơ lên đặt lên trên tay phải, tung đoàn hào quang tím đen thông qua tay trái truyền đến tử vong tiên trên tay phải của hắn. Giờ khắc này tất cả oán linh dường như đều yên tĩnh lại, khí tức tử vong ồ ạt như thủy triều tràn về phía Bối Bối. Sắc mặt của Bối Bối lúc này hơi đổi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong phả vào trong mặt khiến tử vong tiên có dấu hiệu thoát khỏi tay của mình, lui về phía sau buông tay đánh về phía trước. Hai tay Bối Bối đánh ra hai trường cùng với khí tức tử vong màu tím đen hợp thành bốn trường. Tiếng điện giật nổ đùng đùng, từng vòng lô điện màu vàng kim có đường kính chừng 1 mét nổ tung ở giữa không trung. Từng đoàn lô điện nổ tung đều phá hủy mảng lớn sương mù màu tím đen, nhưng làn sương tím đen vẫn không ngừng trào lên. Thỉnh thoảng có một chút sương mù chạm xuống đất thì lập tức khiến sắt thép ở trên sàn thi đấu này không một tiếng động bị tan chảy. Hơn nữa đám sương tím đen vẫn bám ở trên nó, thậm chí còn không ngừng lan ra xung quanh, bắt đầu ăn mòn. Những lỗ nhỏ sâu không thấy đáy xuất hiện ra liên tiếp, nhiều đến mức khiến người ta ghê rợn. Hồn kỹ thứ 6 của Vương Tiểu Lỗi tử vong Điều Linh, đây cũng là hồn kỹ mạnh nhất của hắn. Nhưng ở trước Long Hoàng phá liệt tà, tử vong Điều Linh cũng tốt, tử vong tiền cũng được, tất cả đều bị lực lượng phá tà cường hòa đánh cho nát bấy. Khi mà một trường Long Hoàng phá tà liệt cuối cùng bùng nổ ra, tiếng nổ đùng đùng vang lên kịch liệt, ước chừng 1/3 tử vong tiền bị nổ tung, tử vong Điều Linh cũng hoàn toàn biến mất trong không khí. Trên đài hội nghị, quốc sư thần bí lạnh lùng nói, lần này hắn không chết thì vài chục năm sau sẽ lại có một long thần đấu la mục ân xuất hiện. Từ Thiên Nhiên không lên tiếng mà ánh mắt sáng quắc vẫn nhìn về phía đài thi đấu. Song trưởng thần kỳ kia của Bối Bối đánh ra, mỗi một lần đều khiến tà hồn sư phải tránh lui, quả nhiên là có bản lĩnh. Khán giả xung quanh đài thi đấu tất nhiên là ủng hộ Bối Bối rồi. Trong mắt của bọn họ, hình dáng như bộ xương khô của Vương Tiểu Lỗi quả thật là kinh khủng. Bọn họ ước gì Bối Bối nhanh chóng đánh chết Vương Tiểu Lỗi này, nhưng mà giết chết Cát Lợi vậy. Dư âm lần va chạm này làm không khí xung quanh nhộn nhạo, ngọn lửa màu đỏ trong hốc mắt Vương Tiểu Lỗi đã nhạt đi một chút, còn Bối Bối thì lui về phía sau vài bước. Hai bên dường như ngang tay, hư ảnh quang minh thánh long sau lưng của Bối Bối uốn mình, hắn ngửa mặt lên trên trời gầm lên một tiếng long ngâm vang vọng, rồi lại vọt về phía Vương Tiểu Lỗi lần nữa. Từng cốt chảo xuất hiện ở trên mặt đất lần nữa, nhưng mà đáng tiếc lần này không thể bắt được Bối Bối khi mà đang ở trạng thái quang minh thánh long. Nơi Bối Bối đi qua, cốt chảo lần nữa là bị nghiền nát, căn bản không có cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Linh hồn chi hỏa trong hốc mắt của Vương Tiểu Lỗi nhúc nhích thoáng hiện ra vẻ bối rối. Tình huống vừa rồi nhìn thì như ngang tay, thế nhưng trên thực tế hắn vẫn không thể mở ra khoảng cách với Bối Bối, cũng không thể dựa vào hai hồn kỹ mạnh nhất đánh bại Bối Bối. Hắn biết rõ mình đã rơi vào thế hạ phong, hy vọng duy nhất của hắn bây giờ chính là trạng thái Long Hoàng phá tà liệt này của Bối Bối không thể duy trì quá lâu. Vương Tiểu Lỗi am hiểu tấn công từ xa, nhưng tốc độ lại là vấn đề lớn nhất của hắn. Muốn thông qua tốc độ để kéo giãn cự ly là hoàn toàn không thực tế. Bây giờ phương thức chiến đấu hắn chỉ là không ngừng tấn công ngăn cản đối thủ. Cốt chảo bên phải cào ra một cái vào hư không, hồn hoàn thứ ba lóe sáng, bọt khí tím đen bỗng dưng xuất hiện bao bọc lấy thân thể của hắn. Ngay sau đó, đôi tay khô của hắn đột nhiên phân ra, đường vân màu tím đen kia ở trên khô lâu dường như bị thiếu đốt phát sáng lên. Cùng lúc hai tay phân ra thì hồn hoàn thứ tư cũng sáng lên, từng hào quang màu tím đen từ dưới chân của hắn tràn ra bên ngoài. Đây là hồn kỹ thứ tư, tử vong thủ hộ và hồn kỹ thứ ba, tử linh hải của hắn. Thủ đoạn tấn công mạnh nhất của Vương Tiểu Lỗi vốn là ở trạng thái tử linh hải phóng ra hồn kỹ thứ 5 và thứ 6, nhưng do lúc trước Bối Bối quá nhanh nên hắn chưa kịp sử dụng tử linh hải. Tử linh hải chỉ là một hồn kỹ cùng loại với lĩnh vực, thế nhưng cũng không có năng lực như lĩnh vực, nó chỉ có tác dụng trong phạm vi 10 thước. Một khi mở ra, tử linh hải này sẽ không thể nào di chuyển theo Vương Tiểu Lỗi. Trong phạm vi của tử linh hải, tất cả khả năng đều được tăng cường, có năng lực thoải mái điều khiển lệnh cho oán linh sống lại, có thể đại diện cho thánh linh giáo xuất chiến, có vị tà hồn sư nào không phải là người có bản lĩnh kinh người. Lúc này Bối Bối đã cách Vương Tiểu Lỗi không đến hai thước, tay phải vung lên, một quang minh lôi đỉnh long chảo vàng kim rực rỡ liền quét về phía Vương Tiểu Lỗi. Nhưng khi mà quang minh lôi đỉnh chảo tiến vào phạm vi tử linh hải thì lập tức xảy ra biến hóa kỳ dị, quang mang màu tím đen tuôn trào. Trong nháy mắt quang minh lôi đỉnh chảo lúc này bị vây kín, tuy rằng lực lượng phá tà cũng cố gắng đối kháng với quang mang màu tím đen này, thế nhưng khi nó đến tử vong thủ hộ thì cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lạnh một mảnh ánh sáng đã biến thành sương mù màu tím đen đập vào trên tử vong thủ hộ. Hai tay của Vương Tiểu Lỗi đồng thời làm thả ra xuống dưới. Lúc này thì hắn cũng chẳng quan tâm đến hồn lực của mình tiêu hao, chỉ thấy từng tầng sóng nước tà ác lạnh băng trào lên từ tử linh hải, tự nhiên là sóng to gió lớn đánh về phía Bối Bối. Bối Bối hừ lạnh một tiếng, hồn hoàn thứ ba trên người lóe sáng, chính là lô đình chi nổ. Xa điên vàng kim khổng lồ quay quanh người của Bối Bối bắn ra. Cùng với lúc đó, chân trái quán dậm xuống mặt đất, thân thể đã như mũi tên xông vào phạm vi của tử linh hải.
Mặc dù Tủ Linh Hà chỉ có đường kính 10 thước, Vương Tiểu Lỗi cũng thối lui đến biên đà thi đấu. Thế nhưng khi tiến vào đó, Bối Bối lập tức cảm giác toàn thân rét run, tiếng gầm rú thê lương khiến linh hồn quán bất ổn, phảng phất như là muốn thoát ra ngoài vậy. Xương sán tà ác điên cuồng xâm nhập vào thân thể của hắn, muốn đem thân thể và linh hồn quán đông lại. Tốc độ của Bối Bối quả thật bị chậm lại, lôi điện trên người cũng nhanh chóng đối chọi với tà ác xương giá, thế nhưng hắn vẫn lâm vào trạng thái di chuyển khó khăn. Vương Tiểu Lỗi cười, tiếng cười của hắn giống như là tiếng quạ khóc đêm khuya khiến người ta sởn cả gai óc. Đồ đần, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là tiến vào tử linh hải của ta, hưởng thụ đi, tử linh hải tử vong điều linh. Vừa nói hai tay của hắn đột nhiên sờ lên trên cao, một đám khí màu tím đen thoát ra khỏi thân thể của hắn, rồi nhanh chóng lan ra mọi ngóc ngách của tử linh hải, hơi thở chết chóc khủng bố điên cuồng bao trùm lấy Bối Bối. Trước đây Vương Tiểu Lỗi đã dùng một chiêu này đồng thời đánh chết hai cường giả cấp bậc hồn thánh, khiến bọn họ trở thành chủ hồn cho tử vong tiên. Hắn chờ mong Bối Bối chết dưới tay của hắn. Sau khi linh hồn tràn đầy quang minh và phá tà lực lượng của Bối Bối bị tử vong tiên quán chiếm lấy, tử vong tiên sẽ biến hóa thành hình dạng gì? Có lẽ sau này sẽ không còn sợ thuộc tính quang minh nữa. Hôm nay mây đen giăng đầy trời, đối với tà hồn sư mà nói thì đây quả thật là một lợi thế, nhất là đối với Vương Tiểu Lỗi. Nếu là ngày có ánh nắng mặt trời rực rỡ thì thực lực quán sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí không thể nào đại biểu cho chiến đội xuất chiến mà chỉ có thể làm đội viên dự bị. Mà lúc này hắn tin tưởng bản thân mình vô cùng cường đại. Trong đầu hắn dường như đã tưởng tượng ra hình ảnh Bối Bối hóa thành một bộ phận của tử vong tiên. Thân là một tàu xưa có lực lượng mạnh mẽ, Vương Tiểu Lỗi có năng lực phán đoán rất mạnh. Hắn có thể dễ dàng đoán ra được Long Hoàng phá tà liệt của Bối Bối không thể sử dụng liên tục, dùng tinh thần dung nhập hoàn toàn vào hồn kỹ đã có thể đơn giản sao? Hắn ta đã dùng trong cuộc chiến trước, nếu như bây giờ muốn dùng tiếp thì tối thiểu phải nghỉ ngơi trong chốc lát mới được. Đã không có uy năng của Long Hoàng phá tà liệt, hồn kỹ thứ 6 thi triển bên trong hồn kỹ Tử Linh Hải, thánh linh tử vong điều linh của hắn, hắn ta lấy gì mà ngăn cản đây? Từ trong mắt của Bối Bối, Vương Tiểu Lỗi thậm chí còn thấy được sự sợ hãi, linh hồn chi hỏa quán đã sao động. Nhưng mà ngay sau đó Vương Tiểu Lỗi lại thấy Bối Bối nở một nụ cười lạnh lùng và khinh thường. Tuy rằng Bối Bối có vẻ bề ngoài ôn hòa, thế nhưng khi đối mặt với kẻ địch, hắn vĩnh viễn mang theo sự kiêu ngạo. Sự cố chấp kia của hắn khiến khí thế của hắn tăng lên đến đỉnh điểm, đây mới là bản chất của quân lâm thiên hạ. Nếu sự sợ hãi xuất hiện trong lòng quán thì hắn dựa vào cái gì để khống chế quân lâm thiên hạ đây? Thân thể của Bối Bối thoáng trầm xuống, giống như cả người co rút lại một chỗ. Cùng với lúc đó, đám sương màu đen bay lên, ánh sáng vàng kim chói mắt mãnh liệt tràn ra khỏi người của hắn. Gào một tiếng, tiếng long ngâm to rõ vang lên, quang minh thánh long đột nhiên tiến vào thân thể của Bối Bối, chỉ thấy toàn thân của Bối Bối được bao trùm trên một tầng kim giáp vàng óng, cả người hắn cũng theo đó mà bắn xa như chớp. Trước kia dù có hư ảnh của quang minh thánh long, thế nhưng hắn vẫn ở dạng con người, thế nhưng lúc này quả thực hắn đã trở thành quang minh thánh long chân chính. Trong quá trình xông về phía trước, quang minh thánh long bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, sau đó hoàn thành một đầu rồng khổng lồ. Chỉ có đầu rồng chứng tỏ Bối Bối còn chưa tiến vào cảnh giới vũ hồn chân thân, nhưng chính vì sự xuất hiện của đầu rồng này khiến vị quốc sư thần bí đang ngồi trên đài hội nghị kia cũng đứng bật dậy. Đầu rồng vàng kim cao quý, lãnh ngạo mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, quang minh thánh long mạnh mẽ được bộc phát. Long Hoàng chấn vực giới, quốc sư thần bí nhả ra từng chữ khi mà Bối Bối thi triển hồn kỹ này. Trên mặt đất đài thi đấu xuất hiện ra một vầng sáng vàng kim có đường kính đạt tới 30 mét. Vầng sáng này hoàn toàn bao trùm lấy Tử Linh Hải, trung tâm vầng sáng chính là đầu rồng khổng lồ kia, mà trong vầng sáng từng đầu hoàng kim long kia như ẩn như hiện. Trong quá trình đó, Tử Linh Hải như muốn ngừng trệ, tử vong điêu linh đang tràn ra cũng chậm lại. So với hồn kỹ tà ác của Vương Tiểu Lỗi thì hồn kỹ Bối Bối thi triển ra càng huyễn lệ chói mắt, hơn 10 đầu hoàng kim thánh long hiện ra ở trong vầng sáng. Lúc này Vương Tiểu Lỗi hoảng sợ phát hiện ra bản thân hắn không thể làm được bất cứ điều gì. Một cảm giác sợ hãi khó nói thành lời xuất hiện trong đầu của hắn. Thậm chí tử vong điều linh và tử linh hải đã thoát khỏi khống chế của hắn. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đang thăng hoa, không gian xung quanh biến thành một màu vàng mờ mịt. Từng đầu hoàng kim thánh long xuất hiện bên trong cũng là không có hành động gì khác, giống như những bức tượng điều khắc dừng giữa không trung. Gào một tiếng, đầu rồng khổng lồ ở tại trung tâm gầm lên, giống như nhận được mệnh lệnh, tất cả quang minh thánh long đồng thời phát ra đòn tấn công chí mạng, trung hóa thành từng tia chớp vàng kim tung hoành ngang dọc. Trong chốc lát, tử linh hải cùng với tử vong điều linh bị thiên địa chính khí do quang minh lôi đỉnh ngưng tụ từ đầu rồng xé cho nát bấy, hơn nữa tất cả đều tập trung về Vương Tiểu Lỗi.
Wing, wing, wing. Tiếng nổ vang vọng đài thi đấu. Chỉ 3 lần tử vong thủ hộ của trên người tiểu lôi đã vỡ nát. Lúc này bất phá đô la Trịnh Chiến mới phản ứng lại, muốn đi lên cứu viện, nhưng đúng lúc này vầng sáng vàng kim trên mặt đất chợt phát ra cường quang. Một cột sáng kim sắc có đường kính 30m phóng thẳng lên trên không trung. Cho dù là Trịnh Chiến thì trong giây khắc này cũng không thể nào nhảy vào trong đó. Khi ông đụng vào cột sáng này, toàn thân cũng đã bị lồ điện vàng kim vây quanh, phải sử dụng hồn đạo khí phòng ngự để ngăn cản, nhưng mà vẫn di chuyển khó khăn. Cột sáng vàng kim này duy trì không đến 20 giây thì bắt đầu yếu dần rồi chậm rãi tiêu tán. Ở trên bầu trời, hư ảnh Quang Minh Thánh Long lúc này như ẩn như hiện. Hơn 10 đầu Hoàng Kim Thánh Long dường như đã phi thẳng đi mất. Long Hoàng chấn vực giới, hồn kia cường đại do Long Thần Đố La Mục ẩn sáng tạo ra, lực lượng phá tà truyền khắc chế tà hồn sư. Long Hoàng chấn vực giới cùng với Long Hoàng phá tà liệt là hai tuyệt kỹ năm đó giúp Mục Lão thành danh, không biết đã đánh chết không biết bao nhiêu tà hồn sư, khiến cho tà hồn sư nghe thấy mà sợ hãi. Mà giờ khắc này Bối Bối cũng dùng chính thủ đoạn như vậy kế thừa y bát tổ tiên. Thân thể của Vương Tiểu Lôi biến mất, hắn biến mất so với Cát Lợi còn yên tĩnh hơn, thậm chí không một ai thấy hắn biến mất như thế nào. Cột sáng vàng kim biến mất thì người hắn cũng không còn, ngay cả một chút cặn bã cũng không để lại. Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Bối Bối dùng biểu hiện cường thế của chính mình trước sau đánh chết hai tên tà hồn sư cấp bậc hồn đế. Ở thời điểm này đã không còn ai hô tên Vương Thu Nhi là hồn sư có vùn lòng mạnh nhất ở trong giải đấu này rồi. Ít nhất trước khi nàng có thể chiến thắng Bối Bối thì sẽ không có ai dám nói như vậy. Ngọc Thiên Long cũng hoàn toàn ngây dại, cũng là Long Hồn Sư, cũng có đường vun làm điện bá Vương Long, hắn mới hiểu rõ được thực lực của Bối Bối bày ra mạnh mẽ đến chừng nào. Lực lượng kia thậm chí đã vượt qua uy năng hồn kỹ cường đại của Hồn Thánh. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Bối Bối, thật sự không phải. Về phần Vương Thu Nhi, điều này cũng rất khó nói, rốt cuộc đường môn đến từ đâu, sao có thể mạnh đến mức khinh người như thế. Bối Bối dần hiện ra ở giữa không trung, vầng sáng đang nhạt dần, sắc mặt của hắn cũng có một chút tái nhợt, thế nhưng lưng vẫn đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp, bất kể hơi thở hỗn loạn hay là sắc mặt không tốt đều không ảnh hưởng đến ý chí kiên định trong mắt của hắn. Thắng, đúng vậy, hắn là thắng, liên tục hai trận giết chết hai người, khiến cho tất cả người xem vì hắn mà xôi cháo hoan hô và ủng hộ. Phá tà, đây chỉ là năng lực quang minh phá tà của hắn. Mặc dù bất cứ hồn đế nào cũng có thể sử dụng hồn kỹ thứ 5 và thứ 6 đồng thời, nhưng với hắn khi mà sử dụng lượng tiêu hao lớn như thế trước nay chưa từng có. Bối Bối im lặng đứng tại nơi đó, thân vất vả hồi thở mới hồi phục lại một chút. Tay phải hắn nắm chặt nâng lên chỉ về phía khu trò chiến của Thánh Linh Tông. Vị trí ngón tay chỉ đến chính là vị trí của Đường Nhã đang ngồi ở đầu tiên trong khu trò chiến. Đường Nha có vẻ như bị chọc giận, nàng đột nhiên đứng lên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Bối Bối. Mặc dù có áo choàng đen rộng thùng thình che đậy, thế nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén vẫn xuyên qua vòng bảo hộ đang dần hạ xuống ở trên đài thi đấu chiếu thẳng vào người của Bối Bối. Trận đấu vòng loại cá nhân thứ hai, Đường Môn chiến thắng. Khi nói ra mấy chữ này, ngay cả bản thân bất phá đô la Trịnh Chiến cũng cảm thấy khó tin. Hai trận đấu, ai có thể nghĩ rằng Đường Môn vượt lên dẫn trước. Bối Bối thở sâu chậm rãi thả tay xuống, xoay người mang sắc mặt hở hứng đi đến trung tâm của đài thi đấu, chậm rãi đi đến trước mặt bất phá đô la, lại lấy ra bình sữa của mình rồi im lặng đứng tại chỗ khôi phục hồn lực. Đường Nhã xoay người nhìn về phía khu nghỉ ngơi, khiếp sợ trong mắt của hạt hổ đô la Trương Bằng dần dần biến mất. Ngay lúc trước Bối Bối bộc phát ra phóng xa Long Hoàng chấn vực giới, ông dường như nhìn thấy Long Thần Đố La Mục Ân cương hoàn áp chế chính mình, sợ hãi chính là vậy mà đến. Y mát của Long Thần Đố La vẫn còn truyền xuống dưới, may mắn tên oắt con này còn chưa thật sự là trưởng thành. Ngay từ đây ánh mắt của Trương Bằng càng phát ra sự lạnh lẽo, ông ta gật đầu với Đường Nhã. Đường Nhã gật đầu, mỗi chân điểm xuống mặt đất phóng thẳng lên trên đài thi đấu, thân thể mềm mại tự nhiên bước lên trên đài thi đấu, đồng thời vung áo choàng đem trên người của màng ra. Khán giả đang hoan hô chợt yên tĩnh, thế nhưng sau một khắc ánh mắt lại cũng tràn đầy kinh ngạc. Đường Nhã lên đài, bọn họ đang nghĩ không biết tên quỷ xấu xí nào của Thánh Linh Tông xuất hiện, thế nhưng trước mặt bọn họ lại là một thiếu nữ tuyệt sắc có làn da trắng nõn, ánh mắt tỏa mát ra ánh sáng màu lam rực rỡ. So với mấy năm trước, Đường Nhã đã trầm ổn hơn rất nhiều, dáng người cao hơn một chút, đồng thời cũng càng thêm đầy đặn, đã có sáng vẻ của một đại cô nương rồi. Dung nhan tuyệt sắc mang theo sự lạnh lùng, chậm rãi đi về phía của Bối Bối. Cao quý lãnh diễm lại có một loại tà mị khí chất khó có thể hình dung, hào quang nàng phát ra so với Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi cũng không kém bao nhiêu. Đồng tử trong mắt của Bối Bối thoáng co rút, đáy mắt hiện ra một tia thống khổ, thế nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn chấp nhất như trước, nhìn Tiểu Nhã không cố ý tránh né ánh mắt của nàng.
Tiểu Nha cũng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt có vẻ lạnh lẽo, khí lực màu lam nhạt bắt đầu là lưu chuyển xung quanh. Nhìn bộ dáng kia giống như thời khắc nào cũng có thể bùng phát dậy. Đi thẳng đến vị trí cách bối bối chỉ còn 3 thước, Đường Nha mới dừng lại bước chân của chính mình, lạnh lùng nhìn hắn không nói một lời. Thế nhưng trên đà thi đấu lập tức liền tràn ngập ra khí tức sơ xác tiêu điều. Tâm tình của Trịnh Chiến lúc này vẫn chưa bình ổn. Hai cái hồn kỹ thứ 5 và thứ 6 hủy diệt hai gã tà hồn sư. Đối với người thanh niên có dáng người cao ráo, khí chất nhỏ nhã trước mặt này, ông cũng không có ít hảo cảm. Trong lòng của ông không hy vọng người trẻ tuổi này bị hủy trong tay của thánh linh giáo, nhưng thân là trọng tài, lại là người của Nhật Nguyệt Đế quốc, ông có thể nói ra sao? Nhìn hai bên, Trịnh Chiến trầm giọng nói, hai bên báo danh. Ngữ điệu trong giọng nói của ông rõ ràng chậm hơn hai lần trước một chút. Ông thầm nghĩ, tiểu tử lão phu chỉ có thể giúp người như vậy mà thôi, hy vọng người có thể mượn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này khôi phục lại một chút đi.